Theo Bộ Y tế, 6 giờ ngày 6 tháng 6, có 39 ca mắc mới, bệnh nhân 8.542 đến 8.580 đều là ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 21, Thành phố Hồ Chí Minh 10, Bắc Ninh 8, được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Tính đến 6 giờ ngày 6 tháng 6, Việt Nam có tổng cộng 7.029 ca ghi nhận trong nước và 1.551 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 5.459 ca. Có 15 tỉnh: Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Từ ngày 8 tháng 3, bắt đầu đợt tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam, đến nay, hơn 1,24 triệu liều vaccine COVID-19 đã được hệ thống y tế tiêm cho những người thuộc nhóm ưu tiên trên cả nước và công nhân các khu công nghiệp tại Bắc Ninh và Bắc Giang, trong đó 33.632 người đã được tiêm đủ 2 mũi.